Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Techcombank trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 22.000 tỷ đồng, thấp hơn 14% so với thực hiện của năm 2022. Dư nợ tín dụng đến cuối năm nay dự kiến đạt 511.297 tỷ đồng, tăng trưởng 15% hoặc cao hơn tùy theo chỉ tiêu được ngân hàng nhà nước cấp, tỷ lệ nợ xấu nội bản thấp hơn 1,5% huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn huy động mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng mà với techcombank thì chiến lược kinh doanh của chúng tôi vẫn sẽ không thay đổi chúng tôi tin rằng là người dân sẽ di chuyển về thành phố nhiều hơn đô thị hóa sẽ khiến cho nhu cầu nhà ở nhiều hơn do đó techcombank vẫn sẽ tiếp tục hướng đến đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong đó có những khách hàng có nhu cầu về nhà ở tôi cũng tin rằng là thị trường trái phiếu vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển bởi một quốc gia không chỉ trông chờ vào hệ thống ngân hàng để đáp ứng đầy đủ về vốn thì không đủ mà cần phải có nhiều kênh khác về mặt kinh doanh, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng tập khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi khẩu vị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Đại hội cổ củ đông của Tây Công Banh đã thông qua tất cả các tờ trình với tỷ lệ đồng thuận trên 99%.